9 việc trên đời khiến con người bất lực, điều cuối cùng dù ai cũng không thể tránh. Bạn có thể nghĩ rằng mình kiểm soát hoàn toàn vận số của bản thân không? Trên đời có những việc dù cố gắng thế nào ta cũng chẳng thể thay đổi, chỉ có cách tùy duyên chấp nhận. Có rất nhiều người không biết chấp nhận sự an bài, họ nghĩ tất cả mọi chuyện trên đời hễ muốn là đều có thể tìm thấy, đạt được, để rồi đến lúc gần nhắm mắt nhìn lại cả một kiếp người dài dằng dặc ấy, họ mới thấy trong tay chẳng có gì hết. Và sau đây là 9 việc làm trên đời dù là ai cũng không thể tránh. Việc thứ nhất, bức tường đổ vào người bạn. Trong đời, nhiều khi bạn không thể dự liệu nổi những chuyện ngoài ý muốn, phúc họa trong đời cũng chẳng thể đoán được ngày nào. Hạnh phúc ấm êm hôm nay, nhưng ngày mai sóng gió có thể ập đến vô chừng. Những bức tường của cuộc sống ấy sẵn sàng đổ ập vào người bạn bất cứ lúc nào. Vậy nên, trong những giây phút đang có, hãy trân quý nhau, nâng niu nhau, bởi vì ngày mai sóng gió có thể ta sẽ phải xa nhau. Việc thứ hai, xuất thân không thể lựa chọn. Cha mẹ sinh bạn ra, cảnh ngộ bạn gặp phải, tất cả đều không thể lựa chọn. Con người ta sinh ra là để được an bài với một số mệnh khác nhau. Có người sống trong nhung lụa, có kẻ lầm lũi đau thương. Đừng bao giờ trách cha mẹ ta sinh ra ta trong nghèo khổ. Sinh ra phải chịu cảnh nghèo không phải là lỗi của bạn, càng không phải là lỗi của cha mẹ bạn. Dù không lựa chọn được xuất thân, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cuộc đời bằng những lựa chọn, bằng chính những thái độ sống. Dù là một mảnh đời nhiều bi kịch, chừng nào bạn còn yêu sống, còn trân quý từng hơi thở của mình, thì chừng ấy bạn còn nhìn thấy những hy vọng. Có người nói, sinh ra nghèo khổ không phải là cái tội, nhưng chết đi trong nghèo khổ thì đó chính là lỗi của chúng ta. Lời ấy quả thật sâu sắc vô cùng. Việc thứ ba, thời gian như thoi đưa. Có người nói, bạn có thể mua được hàng nghìn chiếc đồng hồ, nhưng lại không thể mua nổi một giây sự sống. Lại có người ví thời gian như mũi tên đặt trên cây cung của cuộc đời, một khi bắn ra là chẳng thể thu trở lại. Tuổi trẻ của bạn hôm nay tắm trong cơn mưa mùa hạ, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã lầm lũi trong nắng xế cuộc đời. Thời gian công bằng và cũng thật khắc nghiệt. Bất kể giàu nghèo, người nghèo đều có những một quỹ thời gian hữu hạn mà thôi. Người khôn ngoan thì không bao giờ phung phí thời gian. Kẻ dại khờ chỉ biết đắm mình trong hưởng lạc, u mê, quên ngày tháng. Ngày xưa, Thôi Hiệu đứng trước lầu Hoàng Hạc làm thơ. Hạc vàng ai cưỡi đi đâu, mà đây Hoàng Hạc dưới đầu còn trơ. Hạc vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Nghìn năm ấy trôi qua như chớp mắt như vậy, thời gian quả thật chẳng đợi ai. Việc thứ tư, người đã quyết bỏ đi. Tự tán nhờ duyên phận, ly hợp ấy do tình. Trên đời kẻ đến người đi trong đời ta, biết bao nhiêu mà đếm xuể đây. Chỉ có thể nói là vì duyên trời vậy. Người đến với ta thì nói cười một câu, sum họp một lần, vui vầy cùng trăng hoa huyết nguyệt. Người đi rồi thì bụi cuốn dặm hồng, nghìn trùng tiễn biệt. Ta giữ một kỷ niệm đẹp trong tim, ấy là tấm chân tình. Dù sum vầy cùng ta, dù bỏ ta mà đi, hết thảy ta đều nở nụ cười mà đối đãi cả. Chính là như Nguyễn Du đã tả trong một cảnh Thúy Kiều thúc sinh ly biệt. Người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san, dặm hồng bụi cuốn trinh an, trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Việc thứ năm, sự cô đơn. Con người đến thế gian này sớm đã phải đối diện với sự cô đơn lạc lõng. Rất nhiều lúc, bạn thấy rằng cả đời này chắc sẽ chẳng ai có thể tìm ra tri kỷ tri âm. Tìm một người thấu hiểu mình thật khó, mà ngay cả chính mình đôi khi cũng chẳng biết mình nữa vậy. Người ta nói, ngàn lượng vàng dễ kiếm, một tấm chân tình khó cầu. Người với người gặp gỡ nhau là duyên phận, xa nhau rồi âu cũng là số mệnh, phải biệt ly. Kể làm chi những nỗi xót xa sầu thảm, tiễn nhau ngàn dặm thì cũng phải chia lìa. Thế nên trong đời ta, ai cũng phải ít nhiều chịu đựng sự cô đơn này, nhấm nháp nó, trải nghiệm và vượt qua nó. Cô đơn là phép thử lòng người, cũng là thứ giúp bạn tìm được giá trị của bản thân. Bởi chính trong nỗi cô đơn bạn mới nhìn ra được con người thực sự của mình. 6. Lãng quên.
đời người rất ngắn, biết đâu một sớm mai nhìn trong gương đã thấy tóc bạc đi mấy phần. Năm tháng trôi qua, mọi chuyện trở thành dĩ vãng. Có chuyện nhớ, chuyện quên, có niềm vui, nỗi buồn. Ai rồi cũng phải quên đi một vài thứ trong đời, một vài người trong cuộc sống. Đến một lúc nào đó, thậm chí bạn còn quên đi ngay chính bản thân mình, quên cả mục đích sống của mình. Nhưng con người vốn luôn phải chấp nhận những sự tình như vậy. Trăm năm trôi đi, mọi chuyện đều thành hư ảo. Những hờn giận, ân oán khiến chúng ta phải đau buồn, thống khổ, rồi cũng lùi vào dĩ vãng. Phàm là người nhớ càng nhiều thì lại càng nặng lòng sầu muộn. Vậy nên trên đời, chuyện quên được thì hãy vứt bỏ khỏi tâm can, đừng cho rằng sự quên lãng là đáng sợ. 7. Quá khứ đã qua. Chuyện xảy ra dẫu mới ngày hôm qua cũng như bát nước đổ đi, chẳng thể nào thu lại được. Mỗi dịp Tết về, người xưa có câu: ăn cơm mới không nói chuyện cũ, ngụ ý rằng phải biết hướng tới tương lai, bỏ qua dĩ vãng. Nếu cứ mãi đi tâm vào quá khứ, người ta sẽ chỉ như tự nhủ buộc dây trói vào mình mà thôi. 8. Sự chế giễu. Lời châm chọc khó nghe từ người khác, thoạt đầu thì giống như những mũi dao, có sức sát thương thật lớn. Thế nhưng nếu bạn cứ mãi lăn lóc trong những lời ấy, thì chẳng khác nào chà sát đi nỗi vết thương cũ của mình. Vết thương sẽ không bao giờ lành miệng, sẽ mãi rỉ máu mà thôi. Miệng là người khác nói, nhưng tai là của bạn nghe. Bạn có quyền lựa chọn những gì mình cần nghe và bỏ qua những điều không thích hợp. Khi bạn không để những lời chế giễu ác ý ấy trong lòng, chẳng phải nó lại trả về với đúng người chủ cũ vốn đã phát ra chúng hay sao? 9. Cái chết. Sinh mệnh con người vốn vô thường, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chính vì có cái chết nên người ta mới biết trân quý cuộc sống, sinh mệnh này hơn. Một đời con người cũng ngắn lắm, là trăm năm, đi hết rồi thì dã từ cõi sống. Trong tay ta nào có mang được theo chút gì, không lợi lộc công danh, cũng không ái tình tiền bạc. Cho nên khi đối diện với nỗi vô thường, người ta thường có phần hoang mang và bất lực lắm. Đời người hỗn loạn, rốt cuộc cũng chỉ vì mê mải tranh giành. Tâm nhàn chính là phúc khí lớn nhất đời người. Người không tranh giành tâm hồn ung dung, thanh thản, phẳng lặng như nước hồ thu in soi lấp lánh ánh mặt trời. Người không so đo tính toán thì tấm lòng rộng mở, tự nhiên mà vui vẻ khoái hoạt. Người xưa coi không tranh đoạt chính là phẩm chất lớn nhất của con người quân tử. Chỉ vì có kẻ tiểu nhân mới tranh giành mối lợi nhỏ, quên đi nghĩa khí. Người ta cũng nói lương thực ngàn gánh cũng chỉ ba bữa mỗi ngày, nhà rộng ngàn gian, đêm ngủ cũng không quá 2 mét. Này là công danh, này là lợi lộc, trong đời không cách nào giữ mãi. Của nả đầy kho, nhưng trong lòng vẫn có buồn phiền. Vinh hoa phú quý, lộc hậu chức cao cũng chỉ là chút mây khói thoảng qua. Vậy ở đời, tranh giành để được gì? 1. Người ta cứ phải tranh đua giành đoạt, rốt cuộc vì cái gì? Tranh tranh đấu đấu, cõi người chính là một vòng quay xoay lợi. Tình mà làm khổ lẫn nhau, làm khổ chính mình, biết bao ác nghiệp lừa lọc, oán hận, đố kỵ, hãm hại đều bắt nguồn từ chính sự tranh giành ấy. Dù là công khai, dù là âm thầm, dù là tiền bạc hay là mỹ nữ, dẫu là quyền lực hay là danh tiếng, rốt cuộc người ta tranh giành nhau chính là để thỏa mãn sự ích kỷ của mình mà thôi. Nhưng trên đời này quả thực có rất nhiều lý do để ta không phải giành đoạt của nhau. Nó nhiều hơn hẳn những lý do thúc đẩy người ta phải tiến lên, tranh chấp được thua với kẻ khác. Chỉ cần bạn rộng mở tấm lòng thì tranh giành không còn đất trú chân, bởi nó chỉ được nuôi dưỡng nên từ một trong tâm hồn hẹp hòi. Chỉ cần bạn xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành cũng hoàn toàn tan biến, bởi nó được dưỡng thành từ sự ganh đua, so sánh thiệt hơn, từ dục vọng muốn chiếm được nhiều hơn nữa. Người xưa có câu, lùi một bước biển rộng trời cao. Lùi một bước nghĩa là gì? Chẳng phải đó là không tranh với người, nhường người một bước đó sao? Lão Tử cũng giảng về đạo lý, không tranh với đời, để có thể đạt được cảnh giới vô vị.
và xét kỹ ra, dẫu bạn có tranh giành được thứ gì thì cũng chẳng thể vì nó mà có được sự bình an. Tranh được lợi lộc thì mất đi lương thiện, tranh được danh tiếng thì mất lòng người, tranh được tình thì mất tỉnh táo, tranh lấy thứ của người khác thì tâm bất an, không lúc nào nguôi. Phàm là người thì khiến người ta phải vắt óc nghĩ kế giành giật thì đều không mang đến bình an trong tâm mình. Thay vào đó chỉ là phiền não thống khổ và thù hận mà thôi. Nếu đã thế, tranh đoạt mãi mà làm chi? 2. Phúc báo quyết định được mất đời người. Phật gia giảng, hết thảy những đau khổ, mất mát hay hạnh phúc có được trong đời của người ta chính là phản ánh phúc báo của họ được tích đức từ những kiếp trước. Nếu kiếp trước hành thiện tích đức, tu tâm thì kiếp này có thể làm quan lớn, làm đại thương nhân, có được bạc tiền, quyền lực. Còn đời trước hành ác, tạo nghiệp, sống buông thả thì đời này phải long đong lận đận trong khổ nạn mà trả đền. Do vậy người xưa cũng quan niệm rằng những gì có được trong đời là đã được thần Phật an bài cho rồi mới có, chứ không phải vì tranh đoạt giỏi, lừa mưu tính kế mà thành. Tuy nhiên đạo đức con người hiện đại đã thoái hóa quá nhiều, những điều ấy ngày nay đã bị cho là cổ hủ, lạc hậu. Người ngày nay cho rằng muốn được thứ gì thì phải đấu tranh vì nó, kể cả phải hãm hại người khác. Kỳ thực họ không hiểu được cái lý công bằng của tạo hóa, vũ trụ. Không ai tự dưng được mà không mất, và ngược lại, những thứ họ tranh đoạt được cùng lắm cũng chỉ cùng họ vài chục năm trong cõi nhân sinh này. Đến khi trăm tuổi ra đi, mọi thứ đều hóa thành hư ảo cả. Nhưng tội nghiệp họ đã gây ra vì dục vọng tranh giành kia thì còn mãi. Và ở trong một không gian khác, ở dưới âm gian, địa ngục, người ta liên tục phải hoàn trả chúng. Đó mới thực sự là thống khổ lớn nhất của sinh mệnh, chứ không phải là cái chết. 3. Hãy học cách sống mà không tranh giành. Có một vài câu muốn nhắn nhủ tới bạn. Đọc rồi bạn sẽ hiểu ra một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là không tranh giành mà sống, cũng không sợ ai tranh giành. Nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được. Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được. Chồng về sớm hay muộn, có về là được. Vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được. Con cái, dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ, hiếu thuận là được. Nhà to hay nhỏ, có thể ở là được. Quần áo hàng hiệu hay không, mặc lên dễ coi là được. Hết thảy phiền não, có thể giải hóa tất cả. Cả đời người, hạnh phúc hay khổ đau, cuối cùng bình an là được. Có nhiều chuyện nghĩ thoáng một chút sẽ tốt hơn. Có nhiều người trân quý một chút sẽ vui hơn. Không phải có tiền nhiều mới là tốt. Lòng ôm tâm thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh tự khắc tốt được.